rồi, hello các bạn đến với video tiếp theo của channel Tony TV của mình. Mấy em đây thi hết chưa? Rồi. Thi rồi nào? Vậy cho hỏi chứ gần đây là cha mẹ này kia cái nọ có cho mấy đứa cưng cầm điện thoại coi YouTube không? Có. Chúng tôi họp mặt lại đây để chơi một cái trò chơi mà nó đã rất là xưa rồi, nhưng mà nó vẫn không bao giờ lạc hậu, đó chính là spinner. Em nào có spinner giơ lên, em nào không có thì mời bước qua một bên coi. Bất cứ ai cũng phải mua spinner mới được. Cái em gái bé con này đây tên gì? Nó nghe cả what's your name, tên gì nó lớn lên? Khả Hân. Khả Hân hả? Đây là spinner của em đây. Đó, rất là chắc chứ chưa? Dạ, anh giờ là 100 ngàn. Nhiêu tiền? Dạ, của em là 120 ngàn anh giờ. Của nhiều em tiền? 70 ngàn. Nhiêu tiền? Dạ, của em 130. Đâu coi coi, 130 hả? Của em 140 ngàn. 140 ngàn Spider-Man. Em 120. Oh, Wambi, mở ra. Đây là cái spinner hình Wambi trong đảo hai tật. Em 150 ngàn. Trời ơi, bây giờ mấy đứa em muốn thi đấu spinner như thế nào? Spinner là thằng nào quay lâu hơn thì đó thắng rồi. Mấy em đây đồng ý không? Đồng ý. Bây giờ mời mấy em bắt cặp với nhau đi. Người có spinner quay lâu nhất thì người nào mà chiến thắng cuối cùng sẽ được 50 ngàn. Hai người này một cặp, hai bạn này một cặp, hai đứa này một cặp. Cặp nào thi đấu đầu tiên giơ tay lên nè. Rồi, bạn Ngọc của chúng ta là người giơ tay đầu tiên. Mời hai em bước vô đây. Móc con spinner của mình ra để trên bàn đấu. Chắc chơi con người giơ chưa? Để xuống. Thôi ơi, cái gì đâu mà lấp lánh y như kim cương vậy ông nội. Một, hai, ba. Rồi, mời hai em lấy tay ra. Đây, thời gian này là cái thời gian chúng ta bắt đầu chờ đợi. Tới giai đoạn cuối rồi, rồi thấy cái con màu đỏ này con vội si rồi. Con này dữ bậy cả. Rồi em này đã là em chiến thắng. Bây giờ còn một trận thứ hai nữa. Còn lại ván thứ ba đó chính là cuộc thi sắc đẹp. Anh mời mấy em bước về dưới, trừ hai bạn này ở đây. Mấy em chỉ có một cơ hội giơ tay lên để bình chọn thôi. Cho anh mượn con đầu tiên của bạn Đăng. Em nào thấy con này đẹp thì em giơ tay lên. Bạn Ngọc đã bị lội, mời em qua một bên nghỉ mệt đi. Rồi cầm đi. 2 3. Thành ngáo trước rồi. Thành ngáo là đấu với ai? Đấu với đại. Mà hai em móc con spinner của mình ra. Wow, Black Spider-Man. Ghê chưa? Quỳ thiệt là chóng mặt quá đi đó ha. Con này thiệt là đẹp quá. Rồi mày làm gì vậy? Mày mở nãy giờ mày mở không nổi cái hộp rồi đó. Thằng ngô, thằng yếu dữ vậy trời. Con gì tổ bố vậy ông nội? Chị Mưng mà. Nặng đâu cả ký vậy. Con này mà mày ghét thằng nào trong lớp mày chọi cái lại vô bệnh viện luôn á. Ván đầu tiên thi tốc độ. Quay. Rồi lấy tay ra. Con của Thành Ngá mua nhiêu tiền vậy? Dạ con của em mua 120 anh chứ. 120 ngàn, con người nhà mua nhiêu quên rồi. 140 ngàn. Rồi con ngáo thắng luôn rồi các bạn ơi. Người nhà anh này có vẻ sắp suy sụp rồi. Thằng ơi, con người nhà anh này sắp ngưng rồi mà chứ quay hoài chạy. Con người nhà anh thấy nó vậy đó chứ nó quay hoài đó nghe anh em. Ê, tại gió kìa. Gió khỉ gì rồi luôn rồi. Yeah. Rồi người chiến thắng vòng 1 chính là Thành Ngáo. Yeah. Bây giờ vòng thứ 2 là cuộc thi sức mạnh. Quay mạnh lên. Rồi rồi khoan nghe, khúc nguy hiểm nghe, ngưng nghe, tự nguyện nghe. Rồi xong phim. Rồi tên 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 Thành Ngáo chiến thắng. Trời ơi trời, bữa hổm thấy đẹp quá vô đây mua. Giờ chơi con người nhện sức mạnh là em thua chắc rồi. Dưới người nhện của bạn Đại và con chim của Thành Ngáo thì các bạn sẽ thích cái con nào? Người nhện. Người nhện đúng không? Người nhện thì nó đẹp hơn, nó chiến thắng cái cuộc thi nhan sắc. Nhưng mà sĩ số là 2-1 thì ai là người chiến thắng nè? Ngáo. Ngáo đã chiến thắng, mời cặp tiếp theo. Cặp, rồi bạn Nam Bóng của chúng ta giơ tay trước rồi, mời bạn Nam Bóng vào. Nam Bóng đấu với ai đây? Nam Bóng đấu với trời đất quỷ thần ơi. Nam Bóng,
Sao em nhục quá vậy? Em đi chọn bạn gái có một chút xíu vậy. 2, 3. Rồi lấy tay đi. Wow, One Piece VS với cục này gọi là cục gì cũng không biết nữa. Rồi đúng rồi, 5-4 thắng rồi. Ghê vậy. Không phải là bởi vì cưng may mắn thôi, có biết sao không? Bạn gái ở đây quay nhẹ quá đúng không Ngọc? Quay nhẹ quá chứ cưng mà quay mạnh lên là cưng thắng rồi đúng không? Nghe không? Dạ lớn lên coi. Ừ rồi, vòng thứ 2. Chuẩn bị 1, 2, 3 quay. Đừng có đẩy nữa Nam Bông. Mày trời ơi. Con này nó nặng quá, nó đẩy Nam Bông văng ra luôn rồi. Ra đi Nam Bông. Cố ra đi Nam Bông. Để Nam Bông vô, để Nam Bông vô. Chưa chắc nha, từ từ nha. Trời ơi, Nam Bông lại chiến thắng rồi. Sĩ số vừa rồi của chúng ta là 2-0. Vì thế mình không cần phải thi cuộc thi sắc đẹp chi nữa, đúng không? Còn cặp nào cuối cùng không? Hảo và Di, bắt đầu quay. Di này thấy nó quay nhã hiệu rồi trời. Coi cục người ta quay thấy khí thế không? Cục anh quay kìa. Ừ. Tới phút cuối mới biết được kẻ chiến thắng là ai. Được rồi, tao mệt lỗ tai quá. Rồi. Yeah, mày dữ vậy. Yeah, vừa thôi chứ thấy bạn gì đây buồn rồi không? Rồi nè, vòng thứ 2 là cuộc thi sức mạnh. Quay mạnh hết sức lên nha, mạnh lên. Rồi, chưa ra đi, để anh là trọng tài, anh điều khiển nó mới công bằng. Ra đi. Gì, bắn không đi luôn nè. Tàu ơi, trời ơi, quay hoài luôn nè. Tàu ơi. Xong. Xì rồi. À, Di đã chiến thắng rồi. Wow, ghê chưa. Bây giờ là tới vòng thứ 3 cuộc thi sắc đẹp. Người nào bầu chọn bạn Hảo có spinner đẹp giơ tay lên. Hả? Tên tèn có mình bạn nhỏ này hả? Còn cái spinner của bạn gì? Bảy sắc cầu vồng, bạn nào chọn nó đẹp giơ tay lên. Vâng, và bạn gì của chúng ta là người chiến thắng. Nhìn uống một tuần rồi mua spinner. Cô gọi giờ thua luôn. Rồi bây giờ đây là bốn bạn là thua đây. Bốn bạn này một tí sẽ có một cái trận chiến riêng. Còn đây là bốn bạn đã chiến thắng. Bây giờ mấy em bắt cặp luôn đi, cho lẹ. Tao vậy luôn ha. Bắt Dương Mập để thấy Mập là yếu. Nam Bốn bắt Dương Mập đi ha. Nam Bốn đi khôn tinh thần luôn nè. Cặp nào đấu trước đâu, hai cặp chiến thắng giơ tay lên. Rồi Nam Bốn giơ tay trước, mày hai em bước vào đây. Mập quay. Thôi ơi, nó quay kìa, lấy tay ra đi cưng. Spinner One Piece quá đẹp. Đẹp mà yếu cũng vậy thôi. Em chọn con nào thắng em chỉ vô con đó. Con bên này đúng không? Rồi để coi bạn gái của chúng ta tiên tri có chính xác hay không. Trời ơi. Rồi ăn. Con của Nam Bóng kéo dài hơn con của bạn Di chỉ 1 giây thôi. 2, 3. Trời ơi. Con Di trâu dữ hả? Trời ơi. Con của hôm nay nó mạnh quá trời luôn rồi Nam ơi. Cuối cùng con của bạn Di đã chiến thắng. Bạn Nam của chúng ta đã ngừng. Và bạn Nam đã thua rồi. Và bạn Di chính là người chiến thắng. Ôi, một đều tới cuộc thi sắc đẹp. À, hai con nào trước đây? Mày One Piece đi, One Piece nè. Ok nha. Bây giờ mấy em ai cho rằng con One Piece ở đây đẹp, giơ tay lên. Wow. Trời ơi, thật ơi. Thấy con kia phỏng chưa anh Vinh? Cái gì mà kỳ vậy trời? Tới thử của em anh Vinh ơi. Tới cưng vô, mọi người bước vô đây. Hai con winner con này thấy con nào nấy quá nặng rồi, quá khủng. Cái này là cái lực tay cưng rất là quan trọng nha. Phải quay tay cho mạnh vào, thấy chưa? 1, 2, quay! Rồi, ra đi! Bắt ngáo á! Bắt ngáo hả? Mày khôn quá ha, mày thấy ngáo nó quay dù thằng này nó ngưng rồi. Bắt ngáo hả? Bắt ngáo, mày dám nói thằng này bắt ngáo hả? Thôi thôi thôi, được rồi, mày đừng diễn lớn quá. Rồi luôn rồi, nhìn gì là biết luôn rồi đó Đăng ơi. Hiểu rồi phải không cưng? Hiểu rồi. Game over. Rồi.
Vòng 1, quay vòng thứ 2. Gà đi, để Anthony làm cho công bằng. Gà đi, gà đi. Mày hả chim? Chim hả chim? Oh, chim no. Mạnh quá. Để bạn mà. Chim này có tập tạ. Gà đi. Mày hả đại bàng? Trời ơi, đại bàng sắp lọt sàn rồi. Cho đại bàng. Đại bàng sắp lọt sàn. Đại bàng này nặng quá, kéo vô không nổi. Trời ơi. Đá bay dưới sàn luôn. Ra đây là chiến thắng mấy không? Rồi mời Thành Ngáo bước vào ván chung kết. Đâu, bạn nào mới thắng vừa rồi đâu? Nam bóng và Thành Ngáo hả? Ván chung kết vòng 1 bắt đầu. Quay. Rồi ra đi. Để coi hai con này, con nào sẽ quay lâu hơn. Em bắt con nào Vũ Thanh? Chỉ vô con đó. Bắt con này nè. Con nào con cũng Thành Ngáo phải không? Chim này đực quá mà. Bambi này, Nam bóng có nhắm tự tin vào cái con spinner của mình không hả? Dạ tự tin. Thấy không ổn rồi. Rồi luôn, Thành Ngáo là người chiến thắng vòng 1. Vòng thứ 2 chính là cuộc thi sức mạnh. Mạnh lên. Rồi lấy tay ra đi. Con của Nam bóng này bỏm không chơi lại. Trời ơi. Không, cái con của Thành Ngáo nó nặng quá. Quay lại. À, chưa nghe. Con của Thành Ngáo giúp cho Nam bóng quay tiếp kìa. Đó chưa. Con của Thành Ngáo giúp cho Nam bóng quay tiếp. Càng gì cha, cái cánh chứ cái càng gì. Ờ gì kì vậy. Wow. Để mày đẩy nó. Ờ để cho nó quay tới cuối. Không có, đây là cuộc thi sức mạnh. Nó phải không ngừng gia chạm. Cho nó gia chạm tiếp nè. Thôi khúc cuối để cho nó ngừng đi. Nó bóng rồi. Rồi nó bóng rồi. Chưa nghe mày. Yeah. Rồi phải nói sức mạnh tuyệt đối, dù anh có may mắn thì anh đấu cũng không lại, đúng chưa? Tăng một câu vụ không? Dạ tăng vụ. Vậy là mấy em đua không được gì hết trơn rồi. Ai nói không được, bây giờ tất cả những người thua trừ bạn Thành Ngáo ra, lấy con spinner của mình để trên cái bàn này. Một vòng một, con nào mà quay lâu nhất thì người đó sẽ được 10.000. Chuẩn bị nè. Một, hai, quay. Rồi lấy tay lên. Coi kìa, con nào con nấy nó quay như cái máy suốt vậy đó. Rồi cái con này có bộ không ổn rồi. Con này do em gái này bé quá, quay yếu quá. Rồi con này ngừng rồi, lấy con này ra. Cầm. Còn lại những chiến binh. Tao mệt quá. Tao mệt quá, tao mệt quá mấy đây, tao mệt quá. Mày la mà mày cũng mệt đó hả? Mày cũng rảnh quá gì mà mày cũng la nữa. Rồi mày nên bóng lấy ra ngoài đi. Sắp không ổn rồi. Rồi siêu nhân gao đỏ không ổn rồi. Rồi lấy con siêu nhân gao đỏ ra luôn đi. Còn lại 4 chiến binh. Con Spider-Man hả? Rồi Spider-Man ngưng rồi, lấy Spider-Man ra. Con nào quay lâu hơn 1 giây cũng là chiến thắng đó. Đang đảm bảo không? Ngưng rồi nè, con này ngưng nè. Lấy ra ngoài nè. Chưa. Chưa. Rồi con này ngưng rồi, con này chiến thắng. Con này của ai? Wow. Thưởng nha anh em, đâu ra đây. Anh này thưởng cho 50.000. Nè, 50.000 nè. Cảm ơn Vinh. Ờ, hồi nãy ai là người chiến thắng lần thứ hai mấy bạn thua cuộc đâu. 10.000. Giao cho anh Hào, cảm ơn Vinh. Team Trẻ Châu của mình có một cái bộ sưu tập spinner rất là kinh khủng luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video của team mình. Và hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye mấy bạn. Bye bye. Bye bye.